Kính thưa các thầy giáo, cô giáo, kính thưa các bác, các cô, cùng toàn thể các bạn học sinh. Sau đây chúng ta cùng đi tìm hiểu về đền thờ Tổ Mẫu Âu Cơ. Được xây dựng trên đỉnh núi Vạn với tên chữ là Ốc Sơn, núi có độ cao 171m so với mặt biển. Đây là một trong ba ngọn núi hợp thành Tam Sơn Cấm Địa. Ba ngọn núi cấm này là nơi lưu giữ những dấu tích của tổ tiên. Truyền thuyết kể rằng khi mẹ Âu Cơ kết duyên cùng cha Lạc Long Quân tại động Lăng Xương, nay thuộc huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ, bà có mang 3 năm, 3 tháng, 10 ngày rồi trở về núi Hùng, khu vực đền Hạ ngày nay, sinh ra một bọc trăm trứng, sau nở thành trăm người con trai khôn ngô tuấn tú, nghĩa của đồng bào, nguồn gốc cùng một bọc cũng được xuất phát từ đây. Sau khi mẹ Âu Cơ mất, ngày tiên thương với em tháng chạp để muôn đời từng nhớ đến người mẹ thiêng liêng huyền thoại của cả dân tộc. Ở xã Hiền Lương, huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ, đây lưu truyền là nơi tiên thăng, nhân dân đã xây dựng một ngôi đền uy linh, cổ kính để thờ mẹ Âu Cơ từ ngàn đời nay. Đền thờ Tổ Mẫu Âu Cơ được xây dựng trên núi Hùng vào thế kỷ 21 nhằm quy tụ các giá trị tâm linh, văn hóa, thời đại các vua Hùng và thể hiện cho đạo lý uống nước nhớ nguồn của muôn dân đất Việt. Đền thờ Tổ Mẫu được khởi công xây dựng tháng 9 năm 2001 và khánh thành ngày 18 tháng 1 năm 2005. Kết cấu kiến trúc đền được xây dựng theo kiểu truyền thống, các cột cái, khung sườn, mái đều được làm bằng gỗ lim, mái lợp ngói mũi hải, tường xây gạch bát. Các họa tiết trang trí được mô phỏng theo hoa văn trên trống đồng Đông Sơn như hình ảnh chim lạc, hình ảnh người giã gạo. Kết cấu kiến trúc đền được xây dựng theo kiểu chữ đinh, quay theo hướng đông nam, gồm nhà chính, nhà tả vu, hữu vu, trụ biểu, nhà bia và tam quan. Đền chính có diện tích 137m², gồm tiền tế và hậu cung. Tiền tế gồm 5 gian, 2 dĩ, các hộp cái và cột trống được làm bằng gỗ lim, tường xây gạch mộc, cửa bức bàn, hai bên trang trí họa tiết hoa văn trống đồng. Hậu cung là nơi đặt khám thờ, được sơn son thép vàng, chạm trổ tinh xảo. Bên trong khám đặt tượng mẹ Âu Cơ được đúc bằng chất liệu đồng, bên ngoài dát vàng. Đây là bức tượng đẹp, thể hiện sự hội tụ, kết tinh những nét đẹp truyền thống của người phụ nữ Việt. Thông minh, hiền, dịu, phúc hậu, đoan trang, đứng chầu dưới chân tượng mẫu là hai cung nữ theo hầu. Hành hương về tam biến đền Hùng, thắp nén tâm nhang để tri ân công đức tổ tiên, mỗi một người dân mang trong mình dòng máu Lạc Hồng càng thêm bồi hồi, xúc động khi được thăm viếng đền thờ Đức Cô Tổ Lạc Long Quân và đền Tổ Mẫu Âu Cơ, thấy được sự quy tụ các giá trị văn hóa tâm linh đầy ý nghĩa, thể hiện cho tâm thức, đạo hiếu của con dân đất Việt, đưa cha mẹ về phụng thờ nơi đất thiêng, đất phát tích của đội nguồn dân tộc, để cha rồng, mẹ tiên mãi mãi là huyền thoại linh thiêng, bất diệt, để tình mẹ trải dài khắp non sông, nghĩa cha luôn thấm mãi cùng đất trời. Vừa rồi chúng ta cùng đi tìm hiểu về đền thờ Tổ Mẫu Âu Cơ. Sau đây chúng ta sẽ cùng đi tìm hiểu về cổng đền cùng với MC Khánh Huyền.